nhất là xuất đi mới hết hạn tiền tục rồi, đó là hạn tết đi nè. Lo là biển cỏ chưa tục mà nó hạn tiền tục rồi đó xuống con à. Các ba mẹ em ơi, đó là biển cỏ đó chưa khẩu mà nó gì. Bảo ba mẹ là đào những ơi con đã khảo sàng đúc tăng linh mùi mà nó. Phú bên thì mất đầu chứ bác môn hò màu. Chứ hiểu bác bầu đâu phú nào nặng ngắn phó là ai. Phú đi mất đầu chứ bác môn hò. Quay lờ xuống im ế. Hả bà chết tốt luôn là kẻ đúng là ừ mà đã buồn bắt hâu ừ. Tốt cài má má tính thầy đó là đó lâu á. Phú ra đại lắm nè. Hả bà chết tốt luôn sự kẻ đúng mò tên ế. Làn phép mất cơ bác hữu. Bớt chắc cổ dìm tròn tắt đã bắt trà. Lấy đào ôi xuống im ế. Hề bắt chắc hạ qua mấy tắt đã bắt tạt. Xem đó là giá hai quá ba giải ăn. Đó nữa quán trà làn phép mất cơ hấp bình chú tú nông lờ. Ha ba lón ba là phá cư thân nhất tiết cẩn hòa. Em ơi xuống vô lại mấy bơ. Quảng phát nặng phá đất xuống em ơi. Thế khắp bài tờ. Thế làm bà mất có bố hút. Phải tròi xe cả đá lạnh. Lấy đò nữa thế khắp mắt hình thành. Kém đỉn nó bố hút chéo hướng lòng hò. Chứ khắp khẩu có lo ta giảm. To sửa chung mà nay cứ đấy ha. Bên trước phát quá mấy. Tề phô bé khắp bài tớ bất bình. Chút tún lòng nặng. Trái co thiền bó lầy, hà vào tập bá nhú khèm đất nê xuống bó lại mấy mưa. Chính ta đó phú là em ra đại hắn đứa. Anh nói như bắt đầu chẳng giống thông hoàng hà đu bén. Hà bà chết tốt lắm lắm cái đuốc lèm. Chứ dạo phải hở mũ cái na lầu. Phải hở dầu phi nông bằng. Tiến cầm tố sức nơi bỏ lại mấy mơ. Sợ sức phát bằng mẹ ai hết sức cầu. Bên sức sau, khách khởi trọng cầu mới tờ. Ý lo thì hơn khắp bà tiếng bay không được sọc trần. Bố mẹ cần tôi muốn sức giáo bố mẹ em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên già phải sao bên phù phiền tà phiền nai xin bắt giờ mắt tôi là ngón đáy đồ tổ lần xin bắt cái sân khấu áo nào bò mè à em sẽ cầu thấy chân lên sao khỏi sao mê khỏi sao mê. Xin chúc mừng.
Tao có thằng này, tao có thằng này, tao có thằng này. Bắn một quả thôi. Ta nả đi. Xong luôn. Sọt chất của mẹ, ai em tới cầu tên xin tương sao. Khách cực. Bắn thân trong hồn cùng ai em để sừng sừng đấy tụ tẩu đồn làn họ tên ở tuổi ở tên ở mía chắc cần sẵn bón tụ tẩu làn thao cơ biết cùi chú nổi ai em cơ biết sừng hờn xưa cơ biết co khèn nhảy bắt giờ dương cơ biết co bắt co đuổi tàu vào khẩu bắt tặng hờn đuổi tàu tấp bền khách khỏi sò mây giờ phù bền ải bền êm tặng hờn và lúc phải và khẩn đền bắt co nói nừng thôi bắt co về ai em ao cần tôi mới sừng nhớ nó không phải quên ra nữa. Khỏi nhất là dần các bạn con bè, à em thích học thích xin. Khỏi sống ơi con bè, à em học cần quà nạc, cần bắt cái sừng khấu vào đây con bè, à em ơi. Học cần bác, thủ lúc, bác thủ lúc vào đây cho bác kì vi là nó mới là kìm nào con bè, à em ơi. Học cần bác bốn phút giả tàn ai còn ơi, con bè, à em ơi. Chị Hương và anh Viên đến tặng quà cho hai đôi bạn trẻ. Và xin mời bác Sệt Tươi. Xin mời bác Kiệm Hương. Xin mời cầu Phong Tiên là đến tặng quà cho cô dâu chú rể. Xin mời. À bà mẹ, áo khăn chuẩn bị đây lắm bà mẹ. À em các bà là múa áo án đó nào. Các bà là thứ nhất là sỏi sống mới. Là ít người các bà ăn diện trên bát tặng quà hở nòng Hà Đông. Tiền mất tặng quà ở Đông Hà Nam. Chuyện ma lại phú lại ra lại hòa nãy na đi sầm nghĩ phải đi ngân cam cần mất tặng quà ở đồ hở làn rồi rất buồn lắm một lại là bà mẹ à em ơi mới có bà mẹ ở tỉnh ngoài nào cần mất cái sân khấu lại phú già tuần nay có đâu bà mẹ em ơi. Khỏi sầu mới na không tiền cần mất tặng quà ở đồ làn tờ. Bằng cái hoàn tính là không hoàn tính là còn không hoàn tính đây thẳng ra là không hoàn tính.
Rồi rất là đáng mừng.